Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn ha. Thì hôm nay thì mình vừa mới trở về một cái cây mai. Cây này thì mình cho người ta mượn chơi Tết nha anh em. Chơi Tết đấy, thì mình vừa trở về xong. Hôm nay là ngày 17 rồi. Mình quay giao lưu. Quay tình trạng cây. Tí nữa mình bấm cành, mình dọn cành lại, mình quay giao lưu với anh em luôn ha. Cây này thì giống cúc bốn lông nha anh em, cúc bốn lông. Cây này cây ghép. Ghép giống cúc bốn lông hoa đẹp hết rồi. Thì quay lại anh em nào có nhu cầu thì mình bán luôn. Tí nữa mình dọn cành xong mình quay cái chi tiết lại cho anh em xem ha. Đó. Rồi giờ mình ngưng camera, mình dọn cành một xíu rồi mình quay lại cho anh em xem. Cái này bán giá rẻ thôi. Cái cốt rất lớn nha anh em. Cốt rất lớn. Tí nữa anh em xem mức giá mình báo là anh em bất ngờ ha. Rồi ok anh em. Rồi đây là hình ảnh cây mai sau khi đã được cắt tây dâm, cắt lại sau Tết. Đó, chỉnh sửa lại tây tán nói nha em. Nhìn cái bóng tán này, phân tây phân tán rất đẹp nha em, bên ngoài nó rất là đẹp. Tại cây này cốt hơi lớn nha nè, cốt hơi lớn nè, cái thân này, thân chính nó này rất lớn, rễ chạy từ bên này qua bên này luôn nha anh em. Cây trên đây mình làm ngọn cho nó rút lại nè, dựng cái tứ nhỏ lên để làm cái đinh thôi, không có làm cho nó cao quá. Cây này anh em giờ nó thuộc cây rồi thì anh em nuôi khoảng vài năm nữa thì thời gian thì lá cát này nó gom xẹo lại á, thì nó thông cây nha anh em, thì nó thông cây đẹp. Tại giờ cũng mới làm khoảng 2 năm thì cũng chưa có thông cây được, tại cốt hơi lớn anh em, cốt rất lớn, cây đã vào chậu men đẹp hết rồi. Rồi giờ mình sẽ đo kích thước cho anh em xem ha. Rồi mình sẽ đo chiều cao cây từ phần gốc, cái chỗ gốc này lên trên phần đỉnh ngọn là 65 nha anh em, 65. Đấy, 65 nha anh em, chuẩn 65 luôn. Phần độ rộng tán, độ rộng tán mình đo từ bên kia qua bên này thì nó tầm 55. 55 đó. Tán rộng 55, cao 65. Cây rất là lùng lực nha anh em. Đây là cái chiều dài của cái chậu này, chiều dài của chậu cũng như là cái bộ rễ nó chạy dài luôn là khoảng 45 đó. Chậu này chậu oval. Đó, mình sẽ đo cái hoành ngay chỗ đoạn thân này cho anh em xem ha. Rồi cái hoành thân mà mình đo tại cái vị trí này ạ là 33 nha anh em, 33. Đấy, hoành thân rất là lớn. Thôi mình đo thân thôi, còn cái bộ đế này là 90 nha anh em. Bộ đế này nó chạy dài theo cái chậu này ạ là mình đo hết là 90. Cây khai thác gốc rất lớn nha anh em. Đấy, ui, gốc rất là to. Cây này ghép với giống cúc bốn lông nha anh em. Đó. Thì cây này thì mình giao lưu anh em là cái giá là 3,5 triệu. 3,5 triệu nha anh em. Mình bao tiền ship cho anh em luôn. Đấy. Giá rất là rẻ. Tại vì cái chậu này cũng mắc tiền này. Giờ anh em tính cái chậu này mắc tiền, cái phôi này anh em mua trong miền Nam, nếu mà anh em miền Nam bán thì bao nhiêu, tầm cũng 3 triệu rồi, 2,5 triệu, 3 triệu một cái phôi như thế này rồi ha. Mày cầm cái chậu này nữa cũng lên là đủ tiền rồi nha anh em, đủ tiền rồi. Mày ghép trong cúc bông lông nữa, hoa rất là đẹp, tây tán, tây dâm, đi tây dâm lại hết, chậu này nó nứt ra rất là đẹp. Mình bán anh em cái giá là 3,5 triệu, mình bao tiền ship nha anh em, giá rất là tri ân.
Giá hợp lý nha anh em, cũng không đắt cũng rẻ. Mình thấy cũng hợp lý. Tại vì cái gốc gốc rất là bự này, gốc này. Cây một cây cổ thụ khai thác mà gom vào một cái chậu gọn nhẹ như thế này. Bưng bơ rất là tiện lợi. Đấy, anh em nào hợp nhãn thì cứ giao lưu nha. Đầu năm thì mình bán giá tri ân rất là rẻ, 3,5 triệu bao ship cho một cái cây mai bonsai ghép cúc 45. Đó. Rồi, hình ảnh tổng thể là anh em hình dung được ha. Hình dung được. Bên ngoài rất là lớn nha anh em. Tây da mà mình vừa bấm xong. Đây, cốt gốc nè, cốt thân này. Rất là bự nha anh em. Đó. Bên ngoài là mình để cái tay nó không hết luôn á. Giá rất rẻ nha, anh em nhanh tay liên hệ với mình ha. Cây này thì mình làm 1 tay, 2 tay, 3 tay, 4 tay, 5, 6, 7, 8, 9 cành một ngọn nha anh em. 9 cành một ngọn. Đấy. Rễ to nè, to chà bé lửa luôn ha. Cốt rất là bự ha. Rồi, 3,5 triệu bao ship, bán nhanh lẹ cho anh em luôn. Giá tri ân mùa Tết. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của mình. Anh em xem clip thấy hay thì cũng nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để xem những video tiếp theo. Đấy, tây tàng mình bấm cù rút lại sau này nó nứt ra đặc tàng, nó nhìn cái form cây hình tháp này rất là đẹp nha anh em. Đó. Rồi, cảm ơn anh em ha. Hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo. Anh em nào thấy hợp nhãn cái cây mai cúc 45 này thì cứ liên hệ với mình. Một cây mai rất là già, đẹp. Ok nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.